Chào các em học sinh. Tiết học trước chúng ta đã học đất nước nhiều đồi núi, nội dung về phần đặc điểm chung của địa hình và các khu vực địa hình vùng đồi núi. Tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ tiếp tục nội dung thứ hai của phần đất nước nhiều đồi núi, đó là học về khu vực địa hình và cụ thể là các khu vực đồng bằng. Và nội dung tiếp theo đó là cô hướng dẫn các em ở nhà làm bài tập bản đồ và atlas. Nhắc lại về các khu vực địa hình Việt Nam, ở tiết học trước chúng ta đã biết địa hình Việt Nam gồm có hai dạng khu vực địa hình, đó là khu vực đồi núi và khu vực đồng bằng. Khu vực đồi núi thì gồm có vùng núi và bán bình nguyên và vùng đồi trung du. Vùng núi gồm có 4 vùng núi chính, đó là vùng núi Đông Bắc, vùng núi Tây Bắc, vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam. Còn bán bình nguyên và vùng đồi trung du chính là dạng địa hình chuyển tiếp giữa đồi núi và đồng bằng. Khu vực đồng bằng là nội dung ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu, bao gồm đồng bằng châu thổ sông và đồng bằng ven biển. Đồng bằng châu thổ sông chính là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Còn đồng bằng ven biển chính là đồng bằng duyên hải miền Trung. Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể các đồng bằng này. Nội dung thứ nhất đó là đồng bằng châu thổ sông. Thì các em sẽ căn cứ vào sách giáo khoa trang 33 kết hợp cùng với là atlas trang số 6, số 7 và hình số 6 trong sách để chúng ta tìm hiểu nội dung các cái đồng bằng này. Và nhiệm vụ của bài học ngày hôm nay, các em sẽ hoàn thành cho cô bảng sau đây. Bảng so sánh về sự giống và khác nhau giữa đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Giống nhau như thế nào chúng ta điền vào, khác nhau như thế nào về nguồn gốc, về diện tích, về địa hình, về mạng lưới đê điều, sông ngòi, đất đai và ảnh hưởng thủy triều ra sao. Thì các em sẽ chụp lại bảng này và chúng ta kẻ lại vào trong vở. Sau đó chúng ta sẽ hoàn thành nội dung vào vở ghi. Ở đây cô gợi ý cho các em, phần đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long giống nhau. Thì hai đồng bằng này trước hết đều là đồng bằng châu thổ sông, tức là đều được hình thành và phát triển bởi phù sa các con sông trên vịnh Biển Đông và thềm lục địa mở rộng. Và hai đồng bằng này đều có diện tích tương đối là lớn và đều có địa hình thấp và bằng phẳng, thì đấy là cái điểm giống nhau. Còn sự khác nhau của hai đồng bằng thì chúng ta phải xem xét cụ thể. Thứ nhất, đó là đồng bằng sông Hồng. Thì các em sẽ căn cứ vào sách giáo khoa trang 33, rồi atlas các trang 6, trang 7, rồi hình số 6 trong sách. Và có thể sử dụng luôn atlas trang số 26 để nhìn cho dễ. Thì các em thấy trước mắt, đây là vị trí của đồng bằng sông Hồng. Cô sử dụng atlas trang 26 là cái phần lãnh thổ nằm ở dưới cái đường màu hồng này, tức là phần diện tích màu xanh. Và đồng bằng sông Hồng có hình dạng giống như là hình tam giác. Về nguồn gốc của đồng bằng sông Hồng là được hình thành bởi phù sa của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp. Diện tích của đồng bằng này khoảng 15.000 km². Và dạng địa hình của đồng bằng đó là cao ở rìa phía Tây, Tây Bắc và thấp dần ra biển phía Đông Nam. Khi các em quan sát trên bản đồ thì rìa phía Tây, Tây Bắc của đồng bằng thì nó gắn liền liên kết với cái phần màu vàng ở trên bản đồ này. Mà màu vàng chính là phần gò đồi thấp của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, chính là phần chuyển tiếp giữa miền núi với lại đồng bằng. Còn phía Đông Nam của vùng đồng bằng này chính là vịnh Bắc Bộ, tức là phần biển. Và đồng bằng này tính chất là hơi nghiêng, cao ở phía Tây, Tây Bắc và thấp ở phía Đông Nam. Và ngoài ra, đồng bằng còn bị chia cắt thành nhiều ô. Và tại sao đồng bằng đồng sông Hồng lại bị chia cắt thành nhiều ô? Thì lý do đồng bằng có đê ngăn lũ. Những bạn sinh ra ở miền Nam và chưa bao giờ ra Bắc thì các em đã chưa thể hình dung ra đê như thế nào. Thì hệ thống đê
ở đồng bằng sông Hồng là một trong những hệ thống đê lớn nhất, dài nhất trên thế giới và được xây dựng từ thời nhà Lý, bắt đầu từ năm 1108. Và tổng chiều dài của hệ thống đê đồng bằng sông Hồng là khoảng 1.314 km. Và các cái con đê ở khu vực đồng bằng sông Hồng là các cái công trình nhân tạo được đắp bằng đất nhằm mục đích đó là ngăn nước sông tràn vào đồng bằng. Lý do đầu tiên để xây dựng các cái con đê ở đồng bằng sông Hồng đó là để ngăn nước lũ tràn vào kinh thành Thăng Long. Và sau này, sau các thời nhà Lý thì đến các cái thời vua sau này thì đê còn có tác dụng là chứa nước, tưới nước và thoát nước. Còn hiện nay thì các em nhìn ở trên này, các cái hình ảnh này, đê trên bề mặt đê thì trở thành các cái tuyến đường giao thông và người dân có thể đi lại rất là dễ dàng. Và đến thời đại chúng ta thì trên bề mặt đê đã được bê tông hóa, nó đã được trải nhựa rồi. Các em nhớ ở phía dưới này, cái nền tảng vẫn là đắp bằng đất từ cha ông chúng ta để lại. Và do có đê bao quanh cho nên phần đất đai ở đồng bằng sông Hồng, những vùng phía bên trong đê đã được ngăn cách với sông bởi đê, thì những cái vùng này, những khu vực đất này là khu vực đất cao bạc màu, hàng năm không được phù sa bồi đắp nên bạc màu. Và đây cũng chính là cái khu vực mà dân cư, làng mạc, ruộng đồng, các cái thành phố phát triển ở đây. Còn khu vực bên ngoài đê, đó là khu vực mà tiếp xúc trực tiếp với nước sông, thì hàng năm vẫn được phù sa bồi đắp, cho nên phía bên ngoài đê đất đai màu mỡ hơn trong đê. Các em nhớ như vậy nhé, đồng bằng sông Hồng đất ngoài đê màu mỡ, đất trong đê thì bạc màu. Và tiếp tục chúng ta xem xét ảnh hưởng của thủy triều. Đồng bằng sông Hồng, khi chúng ta quan sát lại bản đồ địa hình thì đồng bằng này chúng ta nhớ là hơi nghiêng cao ở phía tây, tây bắc và thấp dần ra biển phía đông nam. Đồng bằng ít chịu tác động của thủy triều, ít chịu chứ không phải là không chịu các em nhé, ít chịu tác động của thủy triều, bởi vì tất cả các đồng bằng của chúng ta đều nằm ven biển, đều ít nhiều chịu tác động của thủy triều. Và biểu hiện cụ thể của việc ít chịu tác động của thủy triều đấy là cái phần diện tích đất mặn ở đồng bằng sông Hồng ít so với lại đồng bằng sông Cửu Long. Các em nhìn cái phần màu tím ở trong Atlas trang số 11 bản đồ đất. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về phần đồng bằng sông Hồng. Tiếp tục tìm hiểu về đồng bằng sông Cửu Long. Thì cũng căn cứ vào Atlas trang 6, trang 7, hoặc là các em có thể sử dụng Atlas trang số 14, Atlas trang 29. Ở đây cô cắt Atlas trang 29 ra. Thì các em thấy về hình dáng đồng bằng sông Cửu Long, hình dáng có dạng gần giống như hình thang. Về nguồn gốc thì đồng bằng sông Cửu Long được hình thành bởi phù sa của hệ thống sông Mekong. Mà sông Mekong khi đổ vào Việt Nam chúng ta tách thành hai dòng chính, đó là sông Tiền và sông Hậu. Hay nói khác đi, đồng bằng sông Cửu Long được bồi đắp bởi phù sa hệ thống sông Tiền và sông Hậu. Hai cái cách nói đây đều đúng. Về diện tích của đồng bằng sông Cửu Long thì lớn gấp gần 3 lần diện tích đồng bằng sông Hồng, tức là khoảng 40.000 km². Về mặt địa hình thì đồng bằng sông Cửu Long thấp và bằng phẳng hơn đồng bằng sông Hồng. Các em nhìn xung quanh khu vực đồng bằng sông Cửu Long là hầu như không có núi gì cả, ở rất là xa. Khu vực này địa hình thấp và bằng phẳng hơn. Và có nhiều vùng trũng vẫn chưa bồi lấp xong như là vùng Đồng Tháp 10, vùng Tứ Giác, Long Xuyên. Một điểm khác biệt giữa đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng, đó là nếu như đồng bằng sông Hồng đặc trưng bởi hệ thống đê làm chia cắt cái đồng bằng sông Hồng thành nhiều ô nhỏ, thì đồng bằng sông Cửu Long không có đê. Nhưng mà đặc điểm nổi bật nhất của đồng bằng sông Cửu Long đó là mạng lưới sông ngòi kênh rạch dày đặc nhất cả nước.
Nên đồng bằng sông Cửu Long còn có cái tên gọi đó là miền Tây sông nước, với đặc trưng là cái cách di chuyển bằng xuồng, bằng ghe trên các con sông. Và các cái chợ nổi đồng bằng sông Cửu Long rất là nổi tiếng. Tiếp tục là do đồng bằng sông Cửu Long không có đê bao quanh và hàng năm nhận được cái lượng nước, lượng phù sa rất lớn từ thượng nguồn sông Mekong đổ về, cho nên đất đai ở đồng bằng sông Cửu Long màu mỡ. Nhưng bên cạnh đó, do địa hình đồng bằng sông Cửu Long thấp và bằng phẳng hơn đồng bằng sông Hồng, cộng với có ba mặt giáp biển và thêm lý do là có nhiều cửa sông đổ ra biển, thêm lý do mùa khô kéo dài sâu sắc, và khi mùa khô như vậy với địa hình thấp và có nhiều cửa sông đổ ra biển nên nước biển xâm nhập rất là sâu vào trong đất liền, dẫn đến đồng bằng sông Cửu Long có khoảng gần 2/3 diện tích đồng bằng là đất nhiễm phèn, nhiễm mặn, chứng tỏ là ảnh hưởng của thủy triều rất là lớn. Và để minh chứng thì chúng ta cũng sử dụng Atlas trang số 11 bản đồ đất để các em thấy cái phần diện tích đất nhiễm phèn, nhiễm mặn của đồng bằng sông Cửu Long là lớn nhất cả nước, nó chiếm khoảng 2/3 diện tích đồng bằng. Và chỉ có cái phần màu xanh lá cây này thể hiện đất phù sa ngọt ở ven sông Tiền, sông Hậu. Như vậy là cái khó khăn của đồng bằng sông Cửu Long cái vẻ mặt tự nhiên mà chúng ta nhìn thấy được ngay, đấy là diện tích đất nhiễm phèn, nhiễm mặn rất là lớn, đặc biệt là vào gì? Cái mùa khô. Và hiện nay thì do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta là cái vùng, cái địa phương mà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu. Cho nên khu vực đồng bằng này lại càng ngày càng bị gì? Xâm nhập mặn, lấn sâu vào trong đất liền. Đấy là cái khó khăn của đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy là chúng ta đã đi được, nghiên cứu được, tìm hiểu được cái về phần đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Nhiệm vụ của các em là chúng ta sẽ hoàn thành, các em sẽ hoàn thành bảng này. So sánh sự giống và khác nhau giữa hai đồng bằng. Tiếp tục chúng ta tìm hiểu về đồng bằng ven biển, mà cụ thể ở đây chính là đồng bằng ven biển miền Trung. Thì căn cứ vào sách giáo khoa trang 33-34, Atlas địa lý Việt Nam trang số 6, số 7, rồi hình số 6 trong sách giáo khoa, thì chúng ta sẽ xác định, khai thác, tìm hiểu về đồng bằng ven biển miền Trung. Các em đã trả lời những câu hỏi sau đây: tìm hiểu về nguồn gốc của đồng bằng, về diện tích đồng bằng và các đặc điểm cơ bản nhất của đồng bằng này. Thì đồng bằng ven biển miền Trung, các em đã xác định bằng cách là bắt đầu từ địa phận của tỉnh Thanh Hóa và kéo dài sát dải ven biển và kết thúc ở điểm cuối cùng của tỉnh Bình Thuận, tức là tiếp giáp ngay với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của chúng ta. Và nguồn gốc của đồng bằng ven biển miền Trung, thì cái tên đồng bằng ven biển chúng ta đã cho biết cái nguồn gốc của đồng bằng này là chủ yếu hình thành bởi phù sa của biển là chủ yếu. Tất nhiên vẫn có phù sa sông, nhưng phù sa sông thì ít thôi, mà hình thành nguồn gốc chủ yếu là phù sa biển, tức là sóng biển đánh từ bên ngoài biển và đại dương vào, thì mang theo các cái cấu tượng, các vật liệu từ biển vào và bồi lấp các cái vùng chúng, tạo nên cái vùng gì? Đồng bằng ven biển. Và thứ hai, diện tích của đồng bằng ven biển miền Trung, tổng diện tích cộng lại thì tương đương với diện tích đồng bằng sông Hồng, tức là 15.000 km2. Và do đồng bằng này hình thành bởi phù sa của biển là chủ yếu, cho nên đất rất là nghèo, đất nhiều cát và ít phù sa, và đồng bằng này không thuận lợi cho việc trồng lúa. Đặc điểm nữa của đồng bằng duyên hải miền Trung là kéo rất là dài và bề ngang hẹp, và đồng thời bị các cái nhánh núi của dãy Trường Sơn đâm ngang ra biển, chia cắt thành nhiều ô nhỏ. Và có một số cái đồng bằng tương đối lớn, đó là đồng bằng Thanh Hóa ở cửa sông Mã, đồng bằng Nghệ An ở cửa sông Cả, đồng bằng Quảng Nam ở cửa sông Thu Bồn và đồng bằng Tuy Hòa ở cửa sông Đà Rạch. Và địa hình của đồng bằng thì chia thành 3 dải, tính từ biển vào, tức là tính từ lát cát từ phía đông sang tây, thì đồng bằng thường có đó là các cồn cát, đầm phá, rồi tiếp theo là vùng trũng và cuối cùng đó là đồng bằng.
Như vậy chúng ta đã đi xong cái phần lý thuyết của các đồng bằng. Sau đây là câu hỏi bài tập. Câu thứ nhất, đồng bằng châu thổ sông ở nước ta đều được thành tạo và phát triển do phù sa sông bồi tụ dần trên cơ sở A. Vịnh biển nông, thềm lục địa hẹp. B. Vịnh biển nông, thềm lục địa mở rộng. C. Vịnh biển nông, thềm lục địa mở rộng. Và D. Vịnh biển sâu, thềm lục địa hẹp. Thì các em nhớ là cái nguồn gốc của các đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta đều được phát triển dựa trên cơ sở là phù sa bồi lấp ở dần trên các vịnh biển nông và thềm lục địa mở rộng. Như vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây là đáp án B. Câu thứ hai, bề mặt đồng bằng sông Hồng bị chia cắt thành nhiều ô là do A. Có hệ thống kênh mương thủy lợi rất phát triển. B. Con người khai phá từ lâu và làm biến đổi mạnh. C. Phù sa sông bồi tụ trên một bề mặt không bằng phẳng. Và D. Có hệ thống đê ven sông ngăn lũ chia cắt. Thì chúng ta nhớ đặc trưng của đồng bằng sông Hồng đó là có hệ thống đê bao quanh để ngăn nước lũ về mùa mưa. Nhưng mà chính cái hệ thống đê này đã chia cắt đồng bằng sông Hồng thành nhiều ô nhỏ. Như vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây, đúng và đầy đủ nhất sẽ là đáp án D. Câu tiếp theo, đặc điểm địa hình nổi bật nhất của đồng bằng sông Hồng là A. Được khai phá từ lâu nên biến đổi mạnh. B. Cao ở rìa phía Tây và Tây Bắc, thấp dần ra biển. C. Bề mặt bị chia cắt thành nhiều ô nhỏ. Và D. Bề mặt đồng bằng khá bằng phẳng. Thì các em lưu ý, ở đây tất cả các đáp án A, B, C, D đều là các đặc điểm địa hình của đồng bằng sông Hồng. Nhưng mà chúng ta quan tâm đến cái từ nổi bật nhất, đặc điểm nổi bật nhất về mặt địa hình của đồng bằng sông Hồng đó là cái sự mà tạo nên sự khác biệt giữa đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Chính là đồng bằng sông Hồng có đê, dẫn đến là bề mặt bị chia cắt thành nhiều ô nhỏ. Ở đây cái từ có đê đã được ẩn đi và các em phải nhớ được ở đồng bằng sông Hồng có đê nên bề mặt bị chia cắt thành nhiều ô nhỏ. Đáp án cuối cùng của chúng ta là đáp án C. Câu tiếp theo, bề mặt đồng bằng sông Cửu Long có đặc điểm nổi bật là A. Bị hệ thống đê ngăn lũ chia cắt thành nhiều ô. B. Được phân chia thành 3 dải nằm song song với bờ biển. C. Có nhiều ô trũng cồn cát đầm phá. Và D. Có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt. Thì ở đây các em thấy đáp án A, B và C thì đấy chính là đặc điểm của đồng bằng ven biển miền Trung. Và đáp án đúng của chúng ta ở đây chính là đáp án D. Đồng bằng sông Cửu Long nổi bật đó là có hệ thống sông ngòi và kênh rạch chằng chịt. Câu tiếp theo, các đồng bằng tương đối lớn nằm ven biển miền Trung từ Bắc và Nam lần lượt là A. Thanh Hóa, Nghệ An, Tuy Hòa, Quảng Nam. B. Nghệ An, Thanh Hóa, Tuy Hòa, Quảng Nam. C. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Tuy Hòa. Và D. Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Tuy Hòa. Thì các em nhớ cho cô, đồng bằng ven biển miền Trung bắt đầu từ tỉnh Thanh Hóa và kết thúc ở cuối cùng của tỉnh Bình Thuận. Như vậy chúng ta sẽ lựa chọn những đáp án liên quan đến Thanh Hóa là đầu tiên, tức là A và C. Và lần lượt từ Bắc và Nam, đấy là đồng bằng Thanh Hóa ở cửa sông Mã, đồng bằng Nghệ An ở cửa sông Cả, đồng bằng Quảng Nam ở cửa sông Thu Bồn và đồng bằng Tuy Hòa ở cửa sông Đà Răng. Như vậy đáp án cuối cùng của chúng ta ở đây là đáp án C. Câu tiếp theo, giải đồng bằng miền Trung không liên tục bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ là do A. Thềm lục địa ở khu vực này thu hẹp. B. Sông ở đây có lượng phù sa nhỏ.
C có nhiều dãy núi lan sát ra biển và D có nhiều cồn cát đầm phá vũng vịnh. Thì chúng ta lại nhớ lại kiến thức đó là đồng bằng duyên hải miền Trung, bề mặt địa hình đó là kéo dài và hẹp ngang, và ngoài ra còn bị các nhánh núi của dãy Trường Sơn đâm ngang ra biển chia cắt thành nhiều ô nhỏ. Như vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây sẽ là đáp án C. Câu tiếp theo, tại sao đất đai ở đồng bằng ven biển miền Trung có đặc tính nghèo, nhiều cát, ít phù sa? A. Các dãy núi chạy theo hướng tây đông ăn sát ra biển. B. Đồng bằng nằm ở chân núi nhận nhiều sỏi, cát. C. Trong quá trình hình thành biển đóng vai trò chủ yếu. Và D. Các sông ở miền Trung ngắn, hẹp và rất nghèo phù sa. Thì chúng ta lưu ý ở đây đó là đất đai ở các đồng bằng nó sẽ phụ thuộc vào nguồn gốc hình thành đồng bằng. Nếu như đất ở đồng bằng phù sa sông là có giàu phù sa rất là màu mỡ bởi vì nguồn gốc từ các cái con sông hình thành lên. Thì đồng bằng ven biển là hình thành bởi phù sa của biển, và khi sóng biển đánh từ ngoài bờ vào mang theo các cái cấu tượng các nguyên liệu từ biển vào, thì các cái cấu tượng của biển rất là to, hạt to hơn hạt phù sa sông, dẫn đến là đồng bằng ven biển đất thường là nghèo cát, nhiều cát, nghèo nàn, ít phù sa, bởi vì trong quá trình hình thành biển đóng vai trò chủ yếu. Đáp án đúng ở đây là đáp án C. Câu tiếp theo, đặc điểm nào dưới đây không phải của dải đồng bằng sông Hồng? A. Bề mặt bị chia cắt thành nhiều ô. B. Bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ. C. Có các khu ruộng cao bạc màu. Và D. Được hình thành do phù sa sông bồi đắp. Các em lưu ý ở đây là câu phủ định từ không phải. Chúng ta xem xét từng đáp án một. Bề mặt bị chia cắt thành nhiều ô, đáp án này đúng bởi vì đồng bằng sông Hồng có D, chia cắt đồng bằng. B bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ thì đây là đáp án không đúng, bởi vì đáp án B là dành cho đồng bằng duyên hải miền Trung. Còn đáp án C có các khu ruộng cao bạc màu đúng với đồng bằng sông Hồng, và đáp án D càng đúng, được hình thành do phù sa sông bồi đắp. Vậy chốt đáp án câu số 8 này sẽ là đáp án B. Đồng bằng sông Hồng không bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ. Câu tiếp theo, khó khăn nào sau đây là của đồng bằng sông Cửu Long? A. Phần lớn là đất phù sa màu mỡ. B. Tình trạng cát bay, cát chảy xâm lấn đồng ruộng. C. Xâm nhập mặn sâu vào đất liền. Và D. Nhiều thiên tai, bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt. Các em nhớ là khó khăn nào sau đây là của đồng bằng sông Cửu Long? Vậy A. Đất phù sa màu mỡ không phải là khó khăn mà là thuận lợi. B. Tình trạng cát bay, cát chảy xâm lấn đồng ruộng sẽ là của đồng bằng ven biển miền Trung, bởi vì đồng bằng này đất rất là nhiều cát. Đáp án D. Nhiều thiên tai, bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt thì cái này thường của là khu vực đồng bằng ven biển miền Trung. Như vậy đáp án đúng của đồng bằng sông Cửu Long là hiện tượng xâm nhập mặn sâu vào đất liền, và hiện tượng này ngày càng trầm trọng, ngày càng sâu sắc. Đáp án đúng là C. Câu tiếp theo, đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ có đặc điểm tự nhiên nào sau đây? A. Hẹp ngang, bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ. B. Đường bờ biển khúc khuỷu nối với thềm lục địa thu hẹp. C. Các dạng địa hình bồi tụ mài mòn xen kẽ nhau. Và D. Mở rộng các bãi chiều thấp phẳng thềm lục địa rộng. Như vậy chúng ta xem xét từng đáp án một. Đáp án A sẽ là của đồng bằng ven biển miền Trung. B. Đường bờ biển khúc khuỷu thềm lục địa hẹp cũng là đồng bằng ven biển miền Trung. C. Các dạng địa hình bồi tụ mài mòn xen kẽ nhau cũng là đặc điểm của đồng bằng ven biển miền Trung. Như vậy đáp án đúng ở đây, đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ có đặc điểm là mở rộng với các bãi chiều thấp phẳng và thềm lục địa rộng. Như vậy là cái phần nội dung lý thuyết của
Bài đất nước nhiều đồi núi chúng ta đã đi xong. Thì các em nhớ lại là sẽ gồm các cái phần. Thứ nhất là đặc điểm chung của địa hình, gồm có 4 đặc điểm. Thứ hai là các khu vực địa hình, gồm khu vực đồi núi và khu vực đồng bằng. Sau đây là cái phần bài tập, cô sẽ hướng dẫn các em ở nhà chúng ta thực hành nhiều lần chỉ trên tập Atlas Địa lý Việt Nam. Hoặc nếu không có Atlas thì chúng ta cố gắng sử dụng các cái hình ở trong sách giáo khoa, đặc biệt là hình số 6 trong sách để chúng ta làm bài. Đó là xác định vị trí các dãy núi, đỉnh núi, dòng sông trên bản đồ Địa lý Tự nhiên Việt Nam hoặc Atlas Địa lý Việt Nam. Thứ nhất là xác định các dãy núi và cao nguyên. Ở đây là các dãy núi như là Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, Hoành Sơn, Bạch Mã, các cánh cung sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều, các cao nguyên Đá Vôi, Tả Phình, Xín Trải, Sơn La, Mộc Châu, các cao nguyên Ba Gian, Đắk Lắk, Pleiku, Mơ Nông, Di Linh. Thì đây là những cái phần mà cơ bản nhất các em phải nắm được khi học về địa hình Việt Nam và khi xác định những cái địa danh này ở trên bản đồ Tự nhiên Việt Nam. Thì với các dãy núi như Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, Hoành Sơn, Bạch Mã thì căn cứ vào trang số 6, số 7 của Atlas hoặc hình số 6 trong sách giáo khoa các em xác định được. Hoàng Liên Sơn là dãy núi cao nhất Việt Nam, Trường Sơn Bắc nằm phía trên vĩ tuyến 16, Trường Sơn Nam phía dưới vĩ tuyến 16. Dãy Bạch Mã là dãy chắn ngang đất nước chia thành hai miền Nam Bắc, nằm ở khoảng vị tuyến số 16 ở phía bên trên một chút. Và tương tự như vậy, thông qua hình để nhìn sang bên bản đồ trang số 6, số 7 trong tập Atlas thì các em cũng làm được. Tiếp theo là xác định các cánh cung, thì cho các em phải nhớ được cái vị trí các cánh cung sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều đó nằm ở vùng Đông Bắc mà chúng ta xác định được rất là dễ dàng. Nằm ở phía Đông Bắc, vùng Đông Bắc, phía bên này. Tiếp tục là xác định vị trí các cao nguyên Đá Vôi, Tả Phình, Xín Trải, Sơn La, Mộc Châu. Thì các em nhớ những cao nguyên này là nằm ở cái vùng núi Tây Bắc và nằm kẹp giữa vùng núi Hoàng Liên Sơn với dãy Pu Đen Đinh và Pu Sam Sao, kẹp giữa Hoàng Liên Sơn, Pu Đen Đinh, Pu Sam Sao, và chúng ta sẽ xác định ở trong khoảng này. Tiếp tục xác định các cao nguyên Ba Gian, Đắk Lắk, Pleiku, Mơ Nông, Di Linh. Thì các cao nguyên này nằm ở khu vực vùng núi Trường Sơn Nam, ở vùng này, vùng núi Trường Sơn Nam. Thì các em sẽ căn cứ vào Atlas trang số 7 hoặc là chúng ta sử dụng Atlas trang số 14 để nhìn cho dễ, sẽ xác định được vị trí của các cao nguyên ở trên bản đồ. Còn trong sách hình số 6 trong sách thì chúng ta định vị một cách tương đối ở vị trí các cao nguyên này. Và đây là cái phần là tham khảo để các em sẽ xem là mình xác định đúng hay là không đúng vị trí của các dãy núi, các cao nguyên, các cánh cung. Nội dung thứ hai của bài tập bản đồ Atlas các em ở nhà làm đó là xác định các đỉnh núi ở trên bản đồ Phan Xipang, Khoa La Sam, Pu Hòa, Tây Côn Lĩnh, Ngọc Linh, Pu Sa Lai Leng, Rào Cỏ, Hoành Sơn, Bạch Mã, Chư Giang Sinh và La Biang kèm theo độ cao của các đỉnh núi này. Phần này thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng giấy Atlas rồi. Và cô gợi ý cho em đó là chúng ta sẽ xác định vị trí các đỉnh núi này theo cái vị trí đỉnh núi Tây Côn Lĩnh thì nằm ở phía Đông Bắc, ở vùng Đông Bắc. Đỉnh Phan Xipang nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn cao nhất nước ta. Khoa La San và Pu Hòa thì nằm ở vùng núi Tây Bắc. Đỉnh Pu Sa Lai Leng, Rào Cỏ, Hoành Sơn thì nằm ở khu vực Trường Sơn Bắc. Dãy Bạch Mã là dãy núi chắn ngang đất nước, nằm ở giữa là ranh giới tự nhiên giữa Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. Đỉnh núi Ngọc Linh, Chư Giang Sinh và Lam Biang nằm ở vùng núi Trường Sơn Nam và Chư Giang. Và đỉnh núi Ngọc Linh là đỉnh núi cao nhất miền Nam Việt Nam, cao 2.598 m. Để các em cũng căn cứ vào đó xác định. Thì chúng ta nhớ các cái đỉnh núi và kèm theo độ cao thì đỉnh núi là ký hiệu rất là nhỏ.
nhọn và thèm theo độ cao. Và chúng ta sẽ cố gắng xác định nhanh nhất là dựa theo vị trí các cái đỉnh núi đó nằm ở cái vùng núi nào. Và cô gợi ý ở đây. Phần cuối cùng đó là xác định vị trí các con sông. Sông Hồng, sông Chảy, sông Lô, sông Đà, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Hương, sông Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Đà Rằng, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu. Thì phần này các em sẽ nhìn vào trong Atlas trang số 6, số 7, trang số 10 và tiếp tục và sử dụng hình số 6 trong sách giáo khoa. Thì cô cũng gợi ý là chúng ta sẽ định vị những cái con sông sau đây trước. Thứ nhất là sông Hồng là chảy từ cao nguyên Vân Quý và Việt Nam bắt đầu địa phận Lào Cai, chúng ta phải xác định được cái vị trí của sông Hồng. Đấy. Thứ hai là sông Cả là ranh giới giữa vùng Tây Bắc và vùng gì? Trường Sơn Bắc. Thứ ba là cái vị trí của sông Tiền và sông Hậu. Còn ngoài ra sắp xếp là vị trí từ Bắc vào Nam, sông Chảy, sông Lô, sông Thái Bình thì nằm ở vùng núi Đông Bắc. Xin lỗi, nằm ở vùng Đông Bắc. Sông Đà, sông Mã thì nằm ở vùng Tây Bắc. Sông Cả là ranh giới giữa vùng Tây Bắc và Trường Sơn Bắc, bắt đầu ở cái chỗ trên dãy này. Sông Hương thì các em tìm ở trong Atlas thì không có sông Hương, và chúng ta sẽ tìm ở nó nếu có định vị, tức là sát cái khu vực của tỉnh Thừa Thiên Huế. Sông Hương là một cái dòng của sông Tả Chảy, còn trong Atlas chúng ta thấy là sông Hữu Chảy. Sông Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Đà Rằng thì nằm ở khu vực Nam Trung Bộ. Còn sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu là nằm ở khu vực Nam Bộ. Như vậy các em ở nhà chúng ta cố gắng là chúng ta sử dụng Atlas và sách giáo khoa, cố gắng thực hành đi, thực hành lại nhiều lần để nhớ được, định vị được những cái dạng địa hình, các cái cánh cung, các cái dãy núi, các con sông, các đỉnh núi ở trên bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam. Và bài học của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Các em cố gắng hoàn thiện phần vở ghi và thực hành nhiều lần phần chỉ Atlas bản đồ. Cô cảm ơn các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong buổi học ngày hôm sau. Cảm ơn các em.